Hoàng Cung á. Rồi xin chào mọi người nha. Hôm nay mình quay trở lại gặp anh Tèo. Chào anh Tèo. Chào. Anh Tèo bữa hổm nhớ em không anh Tèo? Nhớ. Bữa hổm em có lại đó. Thì bây giờ em sẽ em có chuyến đi ngang đường này em ghé thăm anh Tèo. Và hỏi anh Tèo chút chuyện ha anh Tèo. Tóc là quỷ đó. Tóc là quỷ đúng không? Tóc. Dạ, cho nên bây giờ là ra hết rồi anh cảm thấy rất là khỏe đúng không anh? Mới ra đây hay là sao? Hay là lâu rồi? À, ra rồi hết rồi. Ra hồi nào? Ra ngủ vậy nó ra tức trời. Dạ dạ. Mỗi lần là anh có nói với em là anh ở ở trên thiên đình xuống anh còn nhớ không? Nhớ. Ra xuống. Hay ra xuống đó. Là cái đó anh nói thiệt với em hay là anh nói giỡn? Thiệt. Anh nói thiệt luôn. Dạ rồi anh ở trên xuống rồi chức vụ của anh ở trển là Ngọc Hoàng anh có nhớ anh nói với em gì không? À có nói rồi. Dạ nói rồi. Vậy là anh nhớ chân. Là thiệt luôn. Thiệt. Dạ. Rồi. Đó thiệt á. Dạ dạ dạ. Rồi em cảm ơn anh nha anh. Dạ. Dạ chú mà lúc mà anh Tèo mà giờ mặt trời đó là chú thấy cái hành động cử chỉ của anh Tèo như thế nào chú Tư? Hồi nãy chú có trình bày vậy mà để con cái là chú chưa trình bày như là chưa hết mình đều nhớ cái nào mình nói cái đó. Dạ. Chứ chú thì ngày cũng chạy xe có nhà lắm mà trong khi chú về chú gặp cái chưa á chú gặp nó đứng giờ mặt trời vậy đó nói nhầm khi mình kêu nó thì lúc nó nghe có lúc mình kêu kêu không nghe dạ. Làm như cái tư tưởng nó không có mà chỉ là biết giờ mặt trời thôi chứ nó không biết tư tưởng kêu là nó không có người ta nói dạ. Khi lại gần nữa mình dỗ vô bình cái mình kêu nó mới hay hơn nó không biết nó say nắng hay là sao đâu mình không hiểu chắc lo tập trung nhìn mặt trời thì đó mình không hiểu nó rồi thằng đó mình không hiểu được nhằm khi em đứng chạy xe về tới nhà tôi kêu nó thì nhằm khi nó nghe nó quay vô dạ. Nhằm khi kêu đi chơi nó lo giờ mà chờ đi chơi nó làm như không có tên nói vậy đó dạ. Nó lại gần nó kêu nó cái nào nó mới giật mình cái nào nó kêu nó vô dạ. chú lái xe là lái xe cho công ty hay lái xe như thế nào chú xe lái nhà xe. Hay là xe tư nhân lái xe thuê trên tay xe tư nhân mà xe thuê xe Hàng Bông đi Sài Gòn dạ. Vậy là chú chở xe tải xe bông đi Sài Gòn xe Hàng Bông đi giao cải đâu á giao cải dạ. Ví dụ như ban ngày anh Tèo có cái hành động như vậy rồi ví dụ như ban đêm á rồi anh Tèo cũng có cái hành động gì khác không? Không, ngay ban đêm thì có gì ban đêm thì nó cái là có bữa thì nó nghe có bữa thì nó thức lên 3 giờ nó cúng có bữa thì 4 giờ 3 giờ sáng anh Tèo 3 giờ kia 3 giờ sáng á rồi khi thức 3 giờ thức gì nó cúng cúng cầu nguyện là có đúng theo sự thật không hay là cúng mà nói những chuyện khác hơn cầu nguyện thì mình cứ ra bị nó đọc như đó mình không biết nó cầu nguyện cái gì mình không biết khi cầu nguyện có bữa thì nó cũng hơi lâu có bữa thì nó thấp nhai rồi nó bị lại rồi đó vậy mình không biết cầu nguyện cái gì mình không nghe của đó anh Tèo hố uy tín nè đi dạng, vệ sinh xong là vô nè cái dạng cúng kiến thì nó rất đều sáng chiều sáng không đổi ngày hết bây giờ bắt buộc cái nào đi cái nào ai bệnh hoạn cái nào không biết là nó đi tới đâu chơi đâu đúng giờ là về cúng dạ. Nhiều như hiện tại bây giờ là cũng vậy bây giờ thì họ từ rất là nó phát hiện tới giờ là gì không nó một ngày là hai thời sáng chiều sáng chiều là điều ra không có thứ ngày nào hết bây giờ nó kinh tế một ngày đó nó bệnh nó quỳ làm được nó đứng nó sáng cũng dạ. bằng đồ của bên quả mình đó đồ áo nâu áo dài á dạ. Là điều ra anh Tèo ơi cho em hỏi coi thường anh cúng là anh cầu nguyện gì anh Tèo coi em họ mà tức là anh giấy gì anh Tèo nghe anh giấy trời ơi tới tải hoài vậy á với cho mà gãi tắt để giá dòng họ cho chúng số giá dòng họ cho chúng số à. Mày à mày cũng ra ca dừa ra không dạ rồi anh cũng đã từng thấy quỷ ma đúng không quỷ ma đã thấy con thấy con thưa nó thấy ngày xưa mới thấy bây giờ anh không có thấy rồi thấy. Là thấy thấy ma lạ thôi dạ cái hình dáng đồ nó sao anh biết không thì ăn mắt cái trắng mắt cái dài thật nha dạ thấy mà trắng vậy ma mà thấy ma có từ cái vậy dạ thấy ngày lại cái ba thấy ngậm thôi có ai hay đấy là chỉ có anh thấy thôi à thấy rồi dạ rồi hôm nay em thấy tóc anh hết rồi có vẻ đẹp trai hơn xưa nè à. Anh mới hết hả mới hết À, cả này là cái cơ thể hiện trạng của anh đồ cũng bình thường đúng không? Bình thường. Bình thường ăn uống ngày anh ăn mấy chén à? Ngày ăn tô. Ăn tô. Tính tô thôi. Anh tính tô. Anh ăn được mấy tô anh? Em ăn tô xíu nhẹ. Dạ. Anh. Nước nước lạc lên trang tôi làm nước lạc. Dạ. Nước nào cũng lên hết. À. Dạ.
Rồi bây giờ là anh còn luyện thiên lý nhãn gì nữa không? Không, luyện. Là mai mốt là không có luyện luôn đúng không anh? À, rồi. Mai mốt anh đừng có ra đường nữa, được không? À, anh chơi. Chơi với người ta, chơi người ta đó. Dạ, anh chơi với xe ông đa. Anh chơi dẫn người ta đó. Thôi, dẫn người ta, dẫn người ta. Dẫn dở với người ta. Dẫn người ta, dẫn dở người ta. Thôi bây giờ là mình luyện thành rồi thì mình đừng có ra đường nữa anh, được không? Được không? Dạ, vậy là mai mốt không có ra đường nữa ha anh. À. Dạ. Anh ơi. Mấy em biết sao mà nói chuyện cứ lưỡi không có nói chuyện. Ừ. Ít nói chuyện. Mày hỏi đâu thì nó trả lời đó thôi, chứ còn nói chuyện đó là anh thành nghe, còn đó nó gì mình thường vậy nè, nó cũng lẹ hơn, cũng lẹ hơn hơn anh đó. Dạ. Bây giờ bệnh nó kiểu nó đang từ bố của tay vậy. Vô nè nè. Ở chỗ đâu anh? Nhà thờ. Nhà thờ hả? Nhà thờ rồi anh lấy vợ bao nhiêu tuổi anh? Cả hai mấy. Hai mấy tuổi hả? Ừ. Tại vì bữa hổm là em có lợi em hỏi cô của anh á, anh nhớ không? Dạ. Ờ, à, anh hỏi là có lấy vợ chưa đó, rồi sau này là vợ anh đâu anh? Vợ đó thôi, đi thành phố rồi. Là vợ đi thành phố rồi? À, có chồng khác. Dạ. Ủa, anh có chồng khác thì hả chứ? Nè, hỏi này chú đó, chú đó, chú trình bày của con. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ vợ anh còn nhớ tới vợ mình không? Không. Là hết luôn ha? Hết rồi. Dạ. Rồi khoảng thời gian qua là anh cưới vợ như vậy đó, rồi tới thời điểm này là bây giờ là anh cũng không còn nhớ vợ mình hết. Không, nhớ. Trước đó anh có nhớ là quen nhau hay là mai mối gì không anh? Quen nhau. Quen nhau là ở cùng xóm hay gì anh? Có chẳng là chơi gì á, chơi quen nhau gì á. Chơi quen nhau ha, người thương nhau. Chơi gặp hả? Dạ. Tại vì là mình sẽ hỏi chú này với cái chuyện mà anh Tèo á lấy vợ mà như thế nào, sau này lại ra đi như vậy, thì trước đó là con cũng không biết là sau cái cưới vợ xong là mới bị hay là sao bị này sao rồi bình thường trở lại rồi mới cưới vợ. Rồi rồi mấy em hỏi gì chú người trình bày luôn em. Như nó bị rồi là bị rồi đúng rồi, mà trong khi á nó cưới nhỏ này là như hồi cấp mà chú còn ở Campuchia, chú gì các nhà chú bỏ nó như này á. Dạ. Ở như này với nội nó mấy giờ năm giờ rồi năm mấy giờ á. À, đi chơi cho má chồng này cách vô khoảng 2-3 cây số. Dạ. À, nó quen với nhỏ chồng. Dạ. Đó, quen cấp còn trai gái là nó là sao nhỏ này đi Sài Gòn phải rồi kiểu mà cũng bồ được gì đó thì nó có đứa con nó gia đình nhóm thì cũng khổ thấy vậy thôi. Nó nói thằng này còn thương đó, cũng thương cũng giai tới về đây giai thằng này giai với thằng này không à. Dạ, cho con dừng chút xíu, tại vì cái người mà con gái đó là đã có con với người khác. Người khác đúng rồi. Dạ. Đó. Cái đầu chú hỏi tới lui thì như hồi giữa hai đứa quen nhau vậy thôi, giờ chú làm lễ nhỏ cưới về, mà trong khi thời gian cưới về rồi á đồng phòng nó chuyện đồng phòng à, chuyện đồng phòng thì con biết chú anh Tèo á, sao kỳ sao kỳ anh Tèo cũng cười hả vậy có không nó thiện không, cái ông sao vợ anh mét với chú kìa, cải thiện đi cải thiện giờ ngủ thì là cái tổ chức điện thoại cho vậy còn chờ càng nhỏ cái gì với cũng chẳng hỏi chờ tới giờ luôn à, em thấy con vậy mình mà cũng đâu có được à. Chờ của em luôn có không khai thiệt với trời có ha, vậy là có ngủ chung nhưng mà không có làm gì ha, có làm không rồi sao không ngủ ở trong luôn mà đi ra ngoài ngủ hay anh dặn nó đi rồi dặn hả, dặn ra ngoài ngủ ha, anh dặn gì để đó rồi đó kia sao nó này nó kia với anh Tèo á, anh Tèo bước bỏ ra ngoài trước ngủ giọng là nói chuyện tiếp đó đó là chắc là chỉ là tâm sự gì mà nào tâm sự. Anh thấy vợ mình cưới về anh thấy đẹp không anh? Đẹp mà sao mà chú nói anh không có đập phòng kìa, có bất cỡ không bất cỡ bất cỡ là tới bây giờ là cái người vợ của ảnh là đi lên đi Sài Gòn làm luôn. Dạ đúng rồi. Và tới giờ có ghé lại thăm ảnh hay là gì không? Mấy ngày cô vợ của mình cũng 2-3 năm gì à? Mà cô ghé lần một lần coi cái tới ghé lần. Dạ luôn. Ghé không hả? Con ghé đi chơi rồi. Tới giờ về ghé đi chơi về rồi. Bây giờ vậy là cái lúc đó là anh Tèo cũng đã bệnh rồi. Bệnh nhiều đúng không? Bệnh. Nhưng mà cũng nói chung cũng bớt rất là nhiều rồi. Thì nó cũng vậy chứ nó không có tăng giảm cũng gì hoài vậy. Nhưng là lúc đó có vợ là ảnh cũng như gì luôn. Cũng đúng rồi. Mà giờ nó dòng chợ thôi bây giờ. À, mà sao mà cô nữ vợ của anh Tèo mà biết ảnh gì mà sao chấp nhận á. Nghe được vợ
hồi xưa giờ với thằng cái là bị nó bị có đứa con với người khác ngoài. Dạ. Thằng tại gia đình chủ không có cửa không khó khăn là nhà muốn cho hai đứa cậy đi. Dạ. Nãy giờ mình nghĩ là bây giờ con gái em có nghĩ là mình tại mình cứu giúp đây cậy. Dạ. À, chú có từng nghĩ là sau khi cưới vợ xong anh Tèo sẽ cho lại bình thường không? Không bình thường.